Sao không nói gì với tôi? Nghe nói cô Bông Sơn Hoa bị bắt tại hiện trường. Tại em bận xử lý tình huống. Mà em phải báo cáo với cả anh nữa ư? Cậu không biết thời gian qua tôi lo cho cô Bông Sơn Hoa sao? Tóm lại là em cũng không còn tâm trí nào. Chuyện này có gì đó nhầm lẫn. Cô Bông Sơn Hoa là người đến một con ruồi cũng không dám bắt. Anh, ở hiện trường có cả nhân chứng và vật chứng rồi. Thủ phạm đúng là cô Bông Sơn Hoa. Đừng nói chuyện vô lý nữa. Trái đất có tách làm đôi thì cô Bông Sơn Hoa cũng không phải thủ phạm. Không thể có chuyện đó. Họ nói là tội giết người do bộc phát. Bộc phát hay không cũng không thể tin được. Phải tìm luật sư thôi. Để em tìm cho nhé. Không, để tôi tự tìm. Để tôi nhờ bạn tìm luật sư chuyên về mảng đó. Cảnh sát cũng bảo không phải giết người có chủ ý mà là giết người do bộc phát. Vậy tiếp theo sẽ thế nào? Liệu Sơn Hoa có được thả sớm không? Nhưng dù Sơn Hoa ngộ sát thì cũng đã giết người rồi. Vậy thì không dễ gì được thả đâu. Biết làm sao với Sơn Hoa bây giờ? Con bé ngoan đến nỗi sợ chúng ta lo lắng, nên có chuyện lớn như thế cũng không dám gọi. Tội nghiệp con bé. Luật sư Park chuyên bào chữa cho các vụ án giết người mà. Sao cơ? Mới đi Mỹ rồi ư? Lâu lâu mới gọi nhờ vả thì phải giúp mình chứ. Cậu có phải bạn mình không thế? Cậu chịu trách nhiệm tìm cho mình một luật sư giỏi về mảng đó. Không thì đừng làm bạn mình nữa, hiểu chưa? Gì cơ? Anh Trên Minh đang tìm luật sư để cứu Bông Sơn Hoa ư? Ừ. Điên mất thôi. Sao chuyện gì anh ấy cũng xen vào thế? Anh ấy thì liên quan gì đến Bông Sơn Hoa cơ chứ? Phải tìm hiểu xem anh ấy thuê ai. Chuẩn bị sẵn nhiều tiền vào. Chuyện này liên quan đến mạng sống của tôi đấy, anh hiểu chứ? Dù sao làm thế này cũng mạo hiểm. Nếu không được như ý thì phải làm sao? Khéo lại bị bắt thì thế nào? Anh vừa đến đồn cảnh sát về, chắc Sơn Hoa không dễ gì được thả đâu. Tuy chưa có kết quả khám nghiệm tử thi, nhưng ở hiện trường có dấu vân tay của Sơn Hoa và có cả vật chứng. Hình như còn có cả nhân chứng thấy Sơn Hoa đẩy người đó nữa. Sắp đến lễ cưới của Chi Kiêng rồi, mọi người quên hết chuyện hôm qua đi. Xét về tính chất sự việc thì chỉ là xảy ra tại công ty chúng ta thôi, không hề liên quan đến chúng ta. Vâng. Bố nói đúng. Sao lại không liên quan đến chúng ta? Cũng có thể nghi phạm bị bắt đi một cách oan ức lắm chứ. Hơn nữa, nạn nhân lại là nhân viên công ty chúng ta. Sao bảo bắt được thủ phạm rồi? Người đó không phải thủ phạm đâu. Sao con dám chắc như thế? Tóm lại là vụ việc vẫn chưa giải quyết xong. Cũng chưa bắt được thủ phạm. Cái thằng này, con thì biết gì mà xen vào. Tóm lại là việc này để phòng pháp chế giải quyết. Người đàn ông của trưởng phòng Jun Che Kiêng, con gái chủ tịch Jun Dae Kuk, trợ lý Moon Sang Hyuk. Thông tin về đám cưới của hai người, sản phẩm mới của công ty bánh Dae Kuk, bánh lạc. Đây là chồng sắp cưới của tôi, không sao chứ? Vâng. Cô hay gặp ông Nam Ki Thép để bàn về việc phát triển sản phẩm mới đúng không? Ngoài chuyện đó ra thì tôi làm gì còn lý do nào khác để gặp nhân viên đó nữa. Nếu cô không phiền thì có thể cho tôi xem cổ tay cô được không? Anh muốn xem cổ tay tôi làm gì? Đề nghị cô cho tôi xem. Cho tôi xem cả tay kia được không?
Hay là anh coi tôi là nghi phạm? Khoan đã. Tất cả những người xung quanh nạn nhân đều là nghi phạm. Nhưng vết lằn tay này là sao? Đây là do dị ứng. Tôi bị dị ứng với kim loại. Nếu là vàng nguyên chất thì không sao. Nhưng lắc tay này là vàng 18K. Vậy à? Sao anh lại đến đây? Đến xem người phụ nữ đáng ghét này rồi mừng thầm ư? Cứ phải nói như thế cô mới thấy thoải mái à? Vậy mục đích anh đến đây là gì? Rắn chuông thì có liên quan gì đến tôi? Vào tận đây rồi vẫn gọi người ta là rắn chuông. Tôi đến vì lo lắng cho cô. Vì lo lắng, lắm chuyện quá nhỉ. Bà mẹ đơn thân bị vu oan tội giết người, chẳng có gì cho anh lợi dụng đâu. Tôi đến với tư cách là đại diện của tiệm bánh Han Ốc, được chưa? Cứ phải mỉa mai như thế thì cô mới hả dạ ư? Vui thì cứ nói là vui, buồn thì cứ nói là buồn. Chắc anh biết cả rồi thì còn biết nói gì nữa. Sẽ biết ngoan chứ. Chắc bác cũng lo cho tôi lắm nhỉ. Còn phải nói. Ai cũng biết cô Bông Sơn Hoa vô tội nên sẽ sớm được ra thôi. Đừng nản lòng nhé. Nhớ chưa? Cô bàn bạc với luật sư để giúp cô được ra sớm. À, đây là do tiệm bánh Han Ốc thuê đấy, cô đừng hiểu lầm. Tóm lại là có người dặn cô phải cứng rắn lên. Dù ở đây thì vẫn phải sống nên nhớ ăn uống đầy đủ. Bác ấy dặn thế sao? Hả? Ừ. Em bị dị ứng với kim loại sao? Anh chưa nghe thấy em nói bao giờ. Có cần phải nói không? Hình như anh cũng chưa thấy bao giờ. Thực ra em bị dị ứng nhẹ với vàng không nguyên chất. Không nghiêm trọng lắm nên em không nói thôi. Với lại đây là món quà lần đầu tiên anh tặng, thì em lại càng không dám thể hiện vì sợ anh tự ái. Ừ. Su Trơn, vụ thuê luật sư thế nào rồi? Gì cơ? Anh ấy thuê được rồi ư? Luật sư nào vậy? Ý anh là may là không phải luật sư thân với anh à? Ừ, hình như là luật sư do bạn thân giới thiệu. Anh đang tìm hiểu tình hình, cố chờ thêm đi. Đừng sốt ruột quá. Ừ, tôi biết rồi. Tôi chỉ tin anh thôi đấy. Vâng, anh à, hôm nay em đi bơi đúng không? Vâng, anh không hỏi thì em cũng đang chuẩn bị đi đây. Anh cũng có hẹn ở gần khách sạn đó, đi xe anh đi. Cần gì phải thế, em đi một mình cũng được mà. Tại anh muốn gặp phu nhân xinh đẹp của anh sớm hơn chút thôi. Thôi được rồi, vậy anh cho xe về đón em đi. Trời đất, mình phải làm cả trò này để lấy lòng con dâu cũ hay sao? Máu mủ là gì cơ chứ? Xe biếc ơi, thằng bé đáng yêu.
Rõ thật là... Ôi, cháy hết rồi. Làm sao bây giờ? Trời ơi. Có chuyện gì thế này? Thế bảo có cô tên Bông Sơn Hoa hay gì đó giết người nên cảnh sát đang lục tung nhà lên, hả? Tìm thấy rồi. Nghe nói Bông Sơn Hoa giết người. Mẹ, mẹ vừa nói gì thế? Mẹ xem phim nhiều quá rồi đấy, đừng tưởng tượng nữa. Con bé này nói luyên thuyên gì thế? Họ bảo Bông Sơn Hoa giết người thật đấy. Chị ấy sao? Không thể nào. Đến một con ruồi chị ấy còn không dám giết. Mẹ vừa đến nhà đó về xong. Mẹ gọi điện để hỏi về xe biếc, nhưng không thấy nghe máy. Mẹ dán cho ít bánh mang đến nhà thì thấy bao nhiêu cảnh sát đang lục tung nhà lên.